Tại cơ quan công an, anh bé Sáu khai nhận mình đi bán trứng cút thuê cho một người em với tiền công 150.000 đồng một ngày. Trứng được lấy từ Đồng Nai, bán dưới giá 10.000 đồng 30 trứng. Qua kiểm tra, đội kiểm tra liên ngành thị trấn cho biết toàn bộ số trứng cút này không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch nên đã tiến hành lập biên bản và cho tiêu hủy toàn bộ số trứng cút trên. Chỉ 10.000 đồng cho 30 trứng mà người bán vẫn có lời, thậm chí là lời lớn. Vậy giá trị thực của những quả trứng cút siêu rẻ này là bao nhiêu? Để giúp quý vị có một cái nhìn cận cảnh về vấn đề này thì phóng viên chúng tôi đã tìm đến Đồng Nai, nơi mà anh bé Sáu đã khai nhận mua số trứng cút trên để ghi nhận thực tế. Tại một số tuyến đường lớn tại khu vực Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây, những chiếc xe chở theo rất nhiều trứng cút được trao bán với mức giá rất hấp dẫn, 20.000 đồng 100 quả, rẻ bằng phân nửa so với trứng cút bình thường trên thị trường. Với mức giá siêu rẻ đã thu hút rất nhiều người đi đường ghé lại mua. Thế nhưng thực hư sau những quả trứng kia như thế nào? Tại sao giá rẻ như vậy? Liệu có ẩn khuất sau lưng? Trong vài người đi mua hàng, nhóm phóng viên đã tiếp cận tìm hiểu và được nhận câu trả lời như thế này. 100 trứng cút 2 chục ngàn cô bác ơi. Là lời mà người bán đã nói. Thế nhưng thực tế, những quả trứng sau khi được lấy ra trong vỏ ni lông có hình thù móp méo. Khi lắc nhẹ thì trứng không có độ bám bên trong. Bóc thử vỏ 20 quả trứng thì kết quả nhận lại là hết 15 quả đã bị hư. Trứng bóc ra có mùi hôi thối, xộc lên mũi rất khó chịu. Có trứng đã khô lại, biến dạng và có màu sắc rất khác so với trứng thông thường. Tương tự, 100 trứng mua về thì chỉ không đến 30 trứng là có thể dùng được. Tưởng rẻ mà quá không, 20.000 có thể sử dụng được 30 quả, tính ra là 600 đồng một quả.